giờ đang rất là căng thẳng quý vị ơi. Em vừa nhận được một thông tin cực kỳ nóng. Đó chính là bà cô Vân này, đó là bà cô ruột của em Vũ 20 tuổi này, là đem bán căn nhà của em Vũ đi. Mà bà này thì lại là làm bà này thì lại là làm bên ngành bất động sản. Em nói tất cả mọi người rằng là hiện nay á, tất cả chúng ta hiện tại cũng đang là truy tìm cái bà cô này, xem là bà cô này đang ở đâu mà lại lẩn trốn, không dám đối mặt với sự thật. Và lại là bà cô này thì lại làm bên ngành bất động sản, thì cái vấn đề là mua bán để có thể là bán được một căn nhà và giấy tờ tay thì lại hết sức là đơn giản quý vị nha. Bởi vì em nói với tất cả mọi người rằng là hiện nay á, tất cả chúng ta đang rất là mong muốn đó là em Vũ sẽ lấy lại được căn nhà, bởi vì em năm nay mới có 20 tuổi thôi, là mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, mà lại bị chính cái bà cô ruột này lừa bán căn nhà và nói rằng là bà này thì nói rằng là đã cho người ta thuê căn nhà này với mức giá, cũng có thể nói rằng là thuê căn nhà này là 2 năm. Với mức giá thì bao nhiêu thì em nói mọi người rằng là chỉ có bà cô Vân thì mới biết thôi. Còn em Vũ thì cũng không biết được cái số tiền này cho thuê là bao nhiêu tiền và cũng không có được cầm cái số tiền đó. Và bà cô này thì đã lợi dụng ở đây là gì? Em Vũ này là không có người thân, không có người quen. Và em Vũ này cũng là một cái người gọi là trẻ người non dạ. Thì bà này thì lợi dụng cái lòng tin đó để có nghĩa là đem căn nhà này đi bán đi. Đến bây giờ thì em hỏi tất cả mọi người rằng là đâu có biết được cái bà này là như thế nào đâu quý vị. Bởi vì em nói tất cả mọi người rằng là từ lúc mà em Vũ này lên tiếng ấy, đó thì bà cô này cứ lẩn tránh không à, không có dám đối mặt với cái sự thật và cũng chia sẻ đối với tất cả mọi người là cái vụ việc của em Vũ hiện nay đang được cộng đồng mạng hết sức là quan tâm, cũng như là đang rất là mong muốn rằng sẽ giúp đỡ cho em Vũ này. Cũng chia sẻ đối với tất cả quý vị và các bạn rằng hiện nay á, theo cái nguồn tin của Hà TV đó, là bà cô này đang làm bên bất động sản, nên anh em cũng đang truy tìm bà này rất là nhiều nha quý vị nha. Rất nhiều anh em hiện tại cũng đang truy tìm xem là cái bà cô Vân này hiện tại thì đang trốn tránh ở đâu mà lại không về dám đối diện sự thật, không dám đến gặp em Vũ, thì cái mục đích ở đây là gì. Đó, đã rất nhiều lần là em Vũ có gọi cho cô Vân ấy, có nói rằng là bây giờ là cô nói là căn nhà này thuê với cái mức giá là 2 triệu, nhưng mà người dân ở xung quanh đó thì người ta lại bảo là căn nhà này cô đã bán rồi, đó bán cái đây rất nhiều năm rồi, bởi vì trước đây thì căn nhà của Vũ nó không có đẹp như vậy. Đó, bây giờ thì Vũ quay lại căn nhà đó thấy đẹp hơn, bởi vì đã được tu sửa và chỉnh sửa lại rồi. Thì có nghe người dân ở đó nói rằng là căn nhà này thì đã được bán cho người chủ mới từ lâu. Thì em mới thắc mắc ở đây là cái giấy tờ tay đó, đó mà cái người chủ đó thì lại không phải là cái bà Vân này, thì làm sao mà bà bán được. Đó, thì em mới đi cất công đi tìm hiểu thì cũng biết được cái thông tin là cái bà cô Vân này đang làm bên ngành bất động sản đã rất nhiều năm nay rồi. Thì về cái vấn đề là bà có thể là bán được căn nhà mà dùng giấy tay hay là cái di chúc mà ông nội để lại cho cháu đó, thì bà này đã lợi dụng một cái vụ việc này để gọi là em Vũ không có người thân quen, thì bà này thì bà đã lợi dụng cái điều đó để lừa bán căn nhà này đi. Cũng chia sẻ đối với tất cả mọi người rằng là căn nhà đó là do ông nội của em Vũ để lại, và trước cái lúc mà ông nội ra đi á, thì đã để lại là cái bản di chúc và có ghi rất là rõ ràng, có dấu mộc đỏ chứng quyền, có cái chứng dấu chứng mộc đỏ của chính quyền địa phương. Và đặc biệt nhất là không phải là riêng ông nội nha, mà kể cả là bố ruột của em Vũ là trước lúc ra đi á, đó cũng làm một cái giấy ủy quyền và toàn bộ cái việc là xử lý cũng như giấy tờ liên quan căn nhà đó thì sẽ để lại cho em Vũ. Nhưng mà không biết một cái lý do gì đó mà một cái người bà cô này đó đã mượn danh là người thân ở để cô lo cho, rồi là cô nói là đem cái căn nhà đó đi cho thuê, mà bây giờ thì cô đã chiếm đoạt luôn. Đó, em cũng nói tất cả mọi người rằng là bây giờ thì đến căn nhà đó thì gọi người chủ trong nhà không có ra, và nghe đâu là người ta mua căn nhà đó là đi mấy ngày mới về. Đó, còn cái bà cô Vân đó thì bây giờ không có dám đối diện với sự thật, cứ nhắc đến căn nhà đó thì bà này bà lại tắt máy. Đó, thì em Vũ có hỏi rằng là căn nhà đó là cô bảo cô cho thuê, mà sao á nghe người dân ấy thì người ta lại bảo là căn nhà đó là cô đã bán rồi. Thì bà cô này bà bảo là hẹn vài ngày nữa đi thì cô về cô giải quyết. Thì em nói tất cả mọi người rằng là bây giờ cô này thì cô phải có cái vấn đề gì đó, cô mới không có dám đối diện cái sự thật. Và hiện nay thì anh em cũng đang gọi là đi truy tìm cái bà cô này ha, để xem là bà này ở đâu. Và bà này nói là lúc thì bà nói ở Hà Nội, lúc thì bà nói ở Sài Gòn, lúc thì bà nói ở quận này quận kia. Nhưng em nói tất cả mọi người rằng bà cô này bà cũng chỉ là trốn tránh thôi ha, bà cũng không dám nói cái địa chỉ chính xác là ở đâu. Đó, chỉ biết là căn nhà mà đợt trước bà này ở thì sát với nhà của em Vũ, nhưng mà sau này thì bà đã chuyển đi đâu rồi và cũng chỉ liên hệ được bằng số điện thoại thôi. Em cũng xin chia sẻ đối với tất cả mọi người rằng là hiện nay á, thì rất nhiều quý vị khán giả cũng đang rất là mong muốn đó thì sẽ tìm được bà cô Vân này cũng như là để trả lại căn nhà này. Theo thông tin mới nhất thì em Vũ thì đã có Mạnh Thường Quân cũng như là bên luật sư ấy là họ giúp đỡ, và hiện nay thì họ đã làm tất cả thủ tục ví dụ như là giấy tờ liên quan.
Và cũng một cái điều rất là vui là bên chính quyền, ở đây là bên cơ quan chức năng ấy, công an ấy, là họ cũng đã nghe được thông tin này và họ đã gọi chú Ngọc cùng với lại là em Vũ lên để trình bày, cũng như là đưa tất cả những cái giấy tờ liên quan. Thì bên họ, bên công an họ cũng nói rằng là họ sẽ giúp đỡ gia đình của em Vũ, cũng như là nếu như mà cần thì bên đó họ sẽ hỗ trợ. Và đặc biệt nhất thì bên em Vũ sẽ làm một cái lá đơn để gửi lên cơ quan chức năng, để họ dựa vào cái đơn đó làm cái căn cứ để mà có thể là xử lý trong cái vụ việc của cái em Vũ này. Đó, thì có rất nhiều quý vị khán giả có nói rằng là bây giờ tại sao mà không đi truy tìm cái bà cô Vân này để cho bà cô này có thể đối chất. Nhưng mà em nói tất cả mọi người là người ta đã có xác định là ở đây là lừa gạt rồi ấy, thì người ta đâu có thể nào mà dám về đâu quý vị. Đó, người ta đâu có dám về đâu. Và hiện nay ấy, thì mỗi lần gọi cho bà cô Vân này thì bà toàn là quanh co và chối tội không à, đâu có dám bà đối diện với em Vũ đâu. Đó, còn em Vũ thì em có nói rằng là rất nhiều lần mà hẹn gặp cô rồi để nói rõ cái vấn đề đất đai rồi, nhưng mà bà cô này bà cứ chối. Đó, bà cứ nói là bây giờ là hẹn là ngày mai, ngày mốt rồi bà về, rồi tuần sau bà về, nhưng bà có về đâu. Đó, thì cũng theo thông tin mới nhất từ bên chú Ngọc, thì chú Ngọc có nói rằng là đã xin được cho em Vũ vào công ty giày. Đó, lương, cái mức lương ở đây là cũng là 8-9 triệu một tháng, thì bây giờ em cũng phải lo cuộc sống của em. Còn cái vấn đề kiện tụng mà để lấy giành lấy giấy tờ đất đai thì em Vũ cũng vẫn sẽ cố gắng để có thể là đem lấy lại cái đất đai mà ông bà đã để lại. Bởi vì là em nói tất cả mọi người là ông nội đã để cái di chúc rồi. Di chúc ở đây là có ghi rất là rõ ràng ngày giờ địa chỉ đó, và chứng thực dấu mộc đỏ của cơ quan chức năng. Thì em nói với tất cả mọi người là làm sao mà bà này lấy được. Bây giờ thì khi mà em Vũ làm cái đơn lên ấy thì công an họ sẽ phải giải quyết xem là đến cái địa chỉ đó để xác minh xem là căn nhà đó hiện tại là ai đang ở đó, mua căn nhà này là bằng cách nào, và mua căn nhà này từ lúc nào, mua bao lâu, và ai là cái người bán cho, thì sẽ lộ ra ngay là ai là cái người bán căn nhà đó. Em cũng nói tất cả mọi người là bây giờ là căn nhà đó có giấy tờ quý vị nha, chứ không phải là không có đâu. Có giấy tờ viết tay đó, và cũng có di chúc để lại là cái sở hữu của căn nhà đó là em Vũ. Bởi vì là em Vũ bây giờ em hỏi tất cả mọi người chứ là mồ côi cha mẹ, người thân thì không có nữa. Thì cái bà cô này thì bà ấy lại là lợi dụng vào cái điểm đó, thấy không? Là biết là em Vũ này không có người thân nữa, không có tiền, không có điều kiện. Đó, em Vũ đã phải đi lang thang từ Nam ra Bắc. Đó, thì cũng để gọi là để tìm kiếm lại một người bạn đã học chung là con nuôi của chú Ngọc ấy. Thì bây giờ chú Ngọc mới là cái người mà đứng ra giúp đỡ trong cái vụ việc này. Bây giờ em hỏi tất cả mọi người là nếu như cái bà cô này mà không trả lại cái căn nhà đó, hay là cô này đã bán rồi, thì chắc chắn là cô sẽ phải bị xử lý, đúng không? Bởi vì là cái căn nhà đâu có thuộc quyền sở hữu của cô đâu, đâu có thuộc quyền xử lý của cô đâu, đúng không? Cô dù là cô là cô ruột hay là cô họ hay là cô gì đó, thì cái sổ sở hữu của căn nhà đó không phải là cô. Đó, nhưng mà ở đây á, là em nghe được cái thông tin là bà cô này thì lại làm bên ngành bất động sản. Thì để cô bán một cái căn nhà mà viết giấy tờ tay á, thì nó rất là dễ quý vị ạ. Bởi vì trong cái nghề bất động sản mà cô làm bao nhiêu năm nay rồi, thì cô sẽ có thể là cô có đường dây, cô sẽ có sự quen biết. Đó, nên là bà cô này thì bà là làm bên ngành bất động sản, thì bà bán căn nhà đó đi. Mà em hỏi tất cả mọi người, em nghĩ là bà cô này này nó cũng không phải là bà cô ruột đâu quý vị. Bởi vì nếu mà bà cô ruột, em hỏi tất cả mọi người chứ, nếu mà là cô ruột ấy thì tại sao mà phải đi lừa đi bán căn nhà này của người cháu của mình, đúng không? Trừ khi là cái bà cô này này là không phải là bà cô ruột thì bà mới có thể là tàn nhẫn và độc ác như vậy. Bởi vì quý vị các bạn đã biết rồi, bởi vì là khi mà cha mẹ đã không còn nữa thì còn có cô thì chú bác, thì người ta sẽ phải đứng ra giúp đỡ chứ. Đó, còn đằng này thì bà cô này lại là lợi dụng để gọi là lấy cái căn nhà này để bán căn nhà này để kiếm cái đồng tiền dơ bẩn đó. Và khi bây giờ thì em Vũ có nói rằng là để gặp để nói rõ cái sự việc ấy, thì cô Vân này này, cô cứ nói là để mai cô về, mốt cô về, nhưng mà cô thực ra là cô có về đâu. Đó, từ hôm bữa đến ngày hôm nay là gần một tháng trời rồi, cô cứ hẹn là 2-3 ngày nữa rồi tuần sau đó, nhưng mà kết thúc lại là cô không có về. Để có thể nói với tất cả mọi người là hiện nay ấy, tất cả chúng ta đang rất là mong muốn có thể là ba mặt một lời, có thể là giúp em Vũ có thể là lấy được căn nhà đó, cũng như tất cả quý vị các bạn hiện tại đang trông mong là em Vũ thì đã không có một người thân cận đó, nhưng mà rất là may mắn là có một cái người cha nuôi là chú Ngọc sẽ đứng ra làm tất cả các thủ tục giấy tờ để có thể là làm sáng tỏ trong cái vụ việc này. Em nói tất cả mọi người nhá, cái quan trọng nhất chúng ta hiện nay là phải lấy lại được căn nhà cho em Vũ. Bởi vì sao? Giấy tờ thì nó đã có rõ ràng, có dấu mộc đỏ và có cả cái di chúc mà ông bà nội đã để lại cho em Vũ, thì cái điều này thì không thể nào thay đổi được, đúng không? Bởi vì là cái bằng chứng đã có. Thì bây giờ thì em nghe đâu là bên gia đình của em Vũ cũng như là chú Ngọc á, đó, chú Ngọc thì chú ấy sẽ giúp gia đình trong cái vụ việc này. Và chú Ngọc có nói rằng là bây giờ thì chú sẽ đem tất cả những cái giấy tờ liên quan, ví dụ như là cái di chúc này, rồi là những cái giấy tờ về bố mẹ của Vũ này, rồi là những cái giấy tờ gì đó mà liên quan đến vấn đề đất đai,
mà sở hữu của Vũ hay là bố cha mẹ gì đó thì cũng sẽ trình hết được cơ quan chức năng để có thể là luật sư, thì họ sẽ vào cuộc và giúp đỡ cho em Vũ này. Cũng nhận được một thông tin rất là vui là cũng có rất nhiều quý vị khán giả là cũng có một sư cô cũng đã đồng hành và giúp đỡ cho em Vũ. Thì thực sự là đấy là một cái điều mà rất là may mắn. Bởi vì sao? Bởi vì em nghĩ rằng là bây giờ cái bà cô Vân ấy thì bà không có biết được là em Vũ lên cộng đồng mạng và được rất nhiều người ủng hộ và giúp đỡ, nên là bà cô này bà cứ nghĩ rằng là em Vũ này sẽ không ai giúp đỡ em ấy đâu, và bà không sợ đó. Bởi vì là em nói với tất cả mọi người là bà cô này bà làm bên ngành bất động sản thì bà chỉ thiếu gì tiền, đúng không? Bà làm bên ngành bất động sản thì bà chiếu gì tiền, nên là bà mới nghĩ rằng là bà có nói một câu rằng là cả dòng họ nhà mày cũng không có thắng được tao đâu. Hay là bởi vì là bà này bà biết rằng là bên đó họ có tiền đó quý vị, đó họ có tiền nên là họ không có thắng được đâu. Mà bà này thì là bà làm bên ngành bất động sản, đúng không, thì nghĩ rằng là bà này bà sẽ có nhiều tiền đó. Nên là trong cái vụ việc ngày hôm nay, khi mà tất cả chúng ta theo dõi cái vụ việc của cái cô Vân này, đúng không, trong một cái thời gian em nói với tất cả mọi người là mong muốn làm sao mà để cô này thì cô sẽ gọi là trả lại căn nhà đó. Nhưng mà cô này đã bán từ lâu rồi. Bây giờ em hỏi tất cả mọi người là bây giờ cô này tiến cũng không được đó, mà lùi cũng không xong. Bởi vì sao? Bởi vì đã bán căn nhà này từ mấy năm trước rồi, mà bây giờ đã bán rồi thì làm sao lấy lại được, đúng không? Bây giờ là bà này có thể là biết được là em Vũ thưa gửi thì cũng phải đợi để có thể là giải quyết thôi. Chứ bây giờ em hỏi tất cả mọi người, chứ bây giờ cô đã bán căn nhà cho người ta đã ở vài năm rồi, làm sao mà cô đi đòi được? Mà giấy tờ khi mà mua bán ấy thì nó sẽ phải có giấy tờ viết tay đó. Khi mà em Vũ làm cái đơn lên công an họ giải quyết thì họ sẽ xem, họ sẽ đến để đối chất và đến làm rõ cái người mà chủ mới bây giờ ấy, là họ mua căn nhà đó của ai, mua lúc nào, mua của ai đó, thì lúc đó sẽ lòi ra ngay là xem có phải là cái bà cô Vân này đã bán đi căn nhà đó hay không, hay là ai là cái người bán và cái người bán đó là ai, có phải là cô cho thuê không, thì lúc đó mới có thể làm rõ được. Và cái lúc đó thì cơ quan chức năng họ sẽ vào cuộc để có thể là lấy lại cái đất đó, để có thể là về đúng cái người sở hữu là cái ông nội đã để lại cho cháu rồi, mà bà này lợi dụng để đem bán cái nhà đó để lấy chiếm đoạt số tiền đó, đúng không? Nên là tất cả chúng ta hiện tại cũng vẫn đang mong muốn làm sao mà có thể là để cái vụ việc này nó sẽ sáng tỏ, cũng như là mong muốn làm sao em Vũ sẽ có thể lấy được căn nhà. Bởi vì bây giờ em Vũ là không nơi nương tựa, không có người thân, và chỉ có chú Ngọc thôi là cái người đứng ra giúp đỡ thôi, cũng như là một người thân duy nhất và có cộng đồng mạng hiện tại đang giúp đỡ. Đó thì em Vũ thì bây giờ cũng đang có một cái công việc là vừa xin được công ty dày cho quý vị, để có thể là đi làm để kiếm đồng tiền. Còn cái vụ việc của em Vũ bây giờ thì chúng ta đang quan tâm ở đây là mong muốn là cô Vân có thể lên tiếng đó, để trả lại căn nhà cho em, không phải là thấy em là không còn cha mẹ, không có nơi nương tựa, là đi lừa gạt để kiếm tiền để bán căn nhà đâu. Đó, nhưng mà bây giờ em hỏi tất cả mọi người, chứ bây giờ là cô này thì cô làm sao mà cô có thể là quanh co chối tội được? Cô không gặp cũng không quan trọng, bởi vì khi mà luật sư đã vào cuộc rồi, giúp đỡ em Vũ rồi, gửi đơn rồi, thì không còn cái quan trọng là cô về cô thỏa thuận hay gì nữa quý vị. Bởi vì bây giờ cô có thỏa thuận thì cô phải bồi thường, cô phải lên tiếng, đúng không? Cô phải có cái gì đó rõ ràng. Tại sao mà biết em Vũ là mồ côi cha mẹ, không lên nương tựa, đi lang thang suốt, mà cô có thể bỏ mặc, cô còn cầm cái đồng tiền lương của em Vũ nữa cơ. Cô bảo là đến lúc nào cần ấy đó thì cô sẽ gửi cho, nhưng mà em Vũ cần gọi cho cô có gửi đâu đó. Nên là để cập nhật những cái thông tin mới nhất thì quý vị khán giả đừng quên bấm like và bình luận với dưới video này ủng hộ giúp em ha, thì em có thể cập nhật những cái thông tin và diễn biến mới nhất quý vị nha. Rồi, cái video này em sẽ dừng ở đây. Chào tất cả mọi người nha.